Dạ, xin chào anh em. Hôm nay em review cho anh em xem cái thân máy của hãng Milwaukee M12. Mã của nó là 2553. Thì mã này từ Mỹ về. Thì nó có động cơ không trục thang và sử dụng tất cả các hộp pin M12. Thì nó là hàng Mỹ về, nó có chứng nhận UL, cái chuẩn chất lượng UL nó rất là ok, vì là hàng Mỹ về chứ không phải như là hàng Việt Nam nó không có chuẩn nào cả. Cái thứ hai nữa thì anh em đã có pin rồi thì mình mua cái thân máy về mình xài, và cái chất lượng của Milwaukee cũng khá là tốt, và nó có 3-4 chức năng điều chỉnh ở trên trên cao trên đầu máy, và lực của nó là maximum là 146 Newton và sử dụng hộ pin 12V như thế này. Còn anh em nào mà chưa có thì sử dụng máy pin sạc thì giá là 3,2 triệu nha anh em. Còn cái thân máy, cái thân máy này không là giá 2,1 triệu, thì hãng họ bán cũng giá rất là khá là cao, là anh em cứ tìm hiểu đỡ đi quyết định. Và cái một anh em nào muốn nguyên một cái thùng á, thùng là một máy máy này 2853 này, 2853 thì và một cái pin pin kèm theo thùng đó. Thì giá của nó là 3,7 triệu đó. Thì anh em nghiên cứu ha, mình cũng có nguyên thùng nè, nguyên thùng thì 2853 này, 2853 bao gồm mấy pin sạc thì sạc điện 120V ha. Anh em nào thích thì mình sẽ chuyển 220 lên miễn phí cho anh em, để cho anh em dỡ việc sử dụng hơn. Đây, nguyên thùng của hãng luôn, là giá là 3,7 triệu. M12 còn bán lẻ thì cái thân máy là 2,1 triệu nha anh em, 2,1 triệu thân máy. Cái tốc độ của nó là từ 0 đến 3.000 vòng trên phút. Đấy, lực của nó là maximum là lực 146.6 Newton. Và một cây này, cây này mới chăm chăm nhưng mà vận chuyển ở trời xước này, trời xước cái chỗ này chút xíu này, này anh em, giá 2 triệu nha. Anh em nào quan tâm liên hệ mình. Khi mà vận chuyển hàng Mỹ về nó chạy xước chút xíu, nó bị cắn vô mấy nhiều, mình mua nhiều á, nó cắn vô này. Giá 2 triệu em này, em test em này luôn cho anh em. Vâng, mình xước chỗ này. Rồi, cảm ơn anh em đã quan tâm và theo dõi kênh của mình.